vui. Và hôm nay nhân ngày đất lý, tôi là xin mấy tư bày là không bao giờ nhắc mắt của nhà sĩ Trần Thiện Thân để hướng dẫn tất cả các anh chiến sĩ Việt Nam cộng đồ và những người yêu của lính. Chúng ta chuẩn bị chút xíu nữa đây Mỹ Linh sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách đi nha. Và trong khi